Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn đến món cá trê nướng. Thường thì cá nướng chúng ta phải để vào lò, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ xài lò nướng không dầu. Lò nướng không dầu, các bạn nhìn thấy cái máy nhìn rất là gọn, không có to lắm. Ở đây thì mình đã có sẵn cá trê sau khi rửa sạch, sẽ cắt khúc ra như thế này. Cá trê chúng ta nhớ làm phải chà muối cho thật là kỹ để cá trê không có mùi tanh. Và nước chấm thì chúng ta có củ gừng bằm nhỏ ra, tỏi, ớt và chanh. Và có thêm một ít hành lá. Và tôm sau khi làm sạch chúng ta có thể cắt ra và lấy cái gân đen chính giữa ra và đập dẹp xuống. Và không thể thiếu bầu. Chúng ta có thể lọc vỏ và cắt nhỏ ra như thế này để nấu canh bầu cùng với tép. Cùng với tép để ăn chung với món cá trê. Và chúng ta có thêm gia vị, chúng ta có thể thêm gia vị chicken broth và đường, tiêu và nước mắm. Đầu tiên thì mình sẽ làm nước chấm trước nha. Mình sẽ để vào tông tô hết phần gừng. Ở đây là mình gừng làm gừng hơi nhiều, tại vì món này thì phải ăn gừng nhiều thì nó mới ngon. Giờ để tỏi vào. Sau đó chúng ta để dắt chanh vào luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cho đường vào khoảng 6 muỗng đường nhỏ nha các bạn. Với món này thì chúng ta sẽ ăn với vị chua ngọt. Nếu như sở thích của các bạn thích ngọt nhiều hơn thì có thể để thêm đường. Và có thể và nước sôi, nước sau khi chúng ta đã nấu chín thì để vào đây. Khoảng chừng nửa chén nước, không cần phải để nhiều lắm. Để nhiều thì cái nước chấm chúng ta nó sẽ loãng, không được ngon. Quậy lên cho nó đều tất cả các hỗn hợp. Ở đây thì mình dùng nước mắm hiệu Respo, hiệu này nó sẽ ngon, làm cho nước mắm đậm đà hơn. Chúng ta có thể để khoảng 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng nhỏ thôi. Ở đây mình dùng muỗng. Dặn lửa thật lớn, chờ cho nước sôi. Trong khi chúng ta chờ nước sôi lên để nấu canh bầu thì mình có thể bắt đầu nướng cá trê nha. Sau khi chúng ta đã cắm điện vào và máy rất là gọn, chỉ cần kéo ra như thế này và bắt đầu để cá trê vào. Khi mà mình để cá trê vào thì phải đừng để chồng bên nhau. Khi chúng ta để chồng bên nhau thì phần đầu và phần đuôi nó dễ dính vào nhau. Chúng ta để cách khoảng ra, cách khoảng một chút xíu, không cần xa lắm, để lúc mà chúng ta trở cá sẽ dễ dàng hơn.
Sau khi chúng ta đã để cá vào trong nồi xong rồi, chỉ cần đẩy vào nồi, đẩy vào trong như thế này nha, chỉ cần đẩy vào. Bây giờ và bắt đầu mở máy. Đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng 300 độ trước, 300 độ ép nha các bạn. Giờ chúng ta màu cũng đã gần chín thì bây giờ chúng ta để tôm vào, chỉ cần khuấy nhẹ lên thôi, tôm cũng rất là lẹ chín cho nên chúng ta bắt đầu nêm gia vị. Ở đây thì mình cho muỗng cà phê nhỏ, khoảng 1 muỗng rưỡi chicken broth. Giờ mình để thêm một ít nước mắm vào nha. Trong món canh bầu này thì trái bầu đã ngọt, và trong nước súp gà thì cũng đã ngọt sẵn cho nên mình không có sử dụng được. Số phút thì chúng ta để 10 phút. Máy bắt đầu chạy rồi đó các bạn, thấy số 10 hiện lên là 10 phút đã hiện lên. Sau khi 10 phút thì chúng ta coi cá của mình như thế nào rồi ha. Cá đã được vàng. Cá được vàng nhưng màu thì chưa đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ trở thêm một lần nữa.
chúng ta sẽ cho các bạn nó sẽ có độ giòn rất là ngon. Vàng đều hết. Wow, các bạn coi dĩa cá tre rất là ngon. Giờ ở đây mình đã có nước mắm, nước chấm ở đây và canh bầu. Với cá tre đã được nướng chín như thế này, độ giòn kết của cá trê thì chúng ta cả gia đình nhà mình sẽ có một bữa cơm thiệt là ngon. Ở đây canh bầu mình để lên một chút tiêu và một chút hành lá để cho nó có vị thơm và vị cay đặc trưng của canh bầu. Với cái nồi nướng như thế, với cái nồi nướng của mình xài hiệu Insigne rất là tốt nha các bạn. Khi mà chúng ta nướng cá thì nó sẽ không có văng ra xung quanh, nó rất là hay. Và khi mà chúng ta nướng lên nó sẽ không có bay mùi ở trong nhà mình nhiều nữa, tiện lợi cho tất cả chúng ta. Nếu như các bạn yêu thích video của mình, xin các bạn hãy nhớ bấm subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tới.